Tại Quyệt Bến Lức, thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Long An tổ chức thảo luận cộng số 2 các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị Quyệt Bến Lức cần đước cần chuột để lấy ý kiến đóng góp các nội dung trình tại kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân tỉnh kỳ họp lễ giữa năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 10 nhiệm kỳ 2021-2026. Chủ trì buổi thảo luận có Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Trực, chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Đặng Thanh Bình, cụm trưởng cụm thảo luận số 2 cùng tham gia dự thảo luận có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quỳnh Giang Sơn. Tại buổi thảo luận, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị các huyện bến Lức, Cần Chùa, Cần Đước đã nêu lên các ý kiến đóng góp liên quan đến tình hình thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh. Việc quy hoạch các khu cụm công nghiệp chưa phát huy hết công năng về tỷ lệ lắp đầy, thực hiện có hiệu quả chi trả trợ cấp xã hội không dùng tiền mặt qua tài khoản thẻ ATM, nhất là đối với người khuyết tật yếu thế. Đặc biệt, các đại biểu quan tâm nhiều đến việc thành lập tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, chính sách bồi dưỡng chế độ cho lực lượng bảo vệ này. Chánh văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh Đặng Thanh Bình, cụm trưởng cụm thảo luận số 2, cảm ơn những đóng góp của các đại biểu, Đồng thời đề nghị các đại biểu tiếp tục nghiên cứu đóng góp, nhất là đối với các báo cáo tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh, xem xét các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, những vấn đề cử tri quan tâm để thực hiện tốt nội dung chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 10 sắp tới.